Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Bisumi. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi chặt dừa nước nhé. Hiện thời thì Bill đang ở huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau. Nơi đây có rất nhiều dừa nước các bạn. Rồi, đi đường nào vô? Trời ơi. Ôi. Sao mình không chặt, mình đem vô nhà mình chẻ. Nhắc đến miền Tây sông nước, còn có những rừng dừa nước xanh phủ bạt ngàn ven biển ven sông và gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ miệt vườn. Cây dừa nước ngày nay là đặc sản dân dã của một vùng đồng quê mộc mạc yên bình, với cơm trắng trong ngọt thanh mà ai đã từng một lần thưởng thức sẽ cảm giác rất là thèm thuồng mỗi khi nhắc đến một ly dừa nước dầm đường đá trong một ngày hè. Hai buồn. Dừa nước gắn liền với tuổi thơ của biết bao nhiêu người, và đây là cái món đặc sản dân dã của vùng đồng quê mộc mạc. Đối với du khách du lịch thì ai cũng muốn một lần được thưởng thức hương vị của nó trong một ngày hè oi bức. Và hiện thời thì Bill đang đi vào trong cái khu vực này để tìm dừa nước. Ồ, rất là tùm nha. Và xung quanh cũng có rất nhiều dừa nước cũng như là trái giác. Bởi vì đây là tỉnh Cà Mau cho nên đặc sản là cá nâu. Và song song đó cũng có rất nhiều trái giác mọc chung đây. Non mà, non. Con buồn kia sao vô, và có cái cảm giác hơi sợ sợ khi mà đi vào trong bên đây bởi vì nó hơi tùm. Ngoài dừa nước ra thì còn có rất nhiều cây cỏ khác. Đi trong đây sợ bất thình lình nếu mà gặp mấy bé na là chạy không kịp. Đó, các bạn thấy không? Bình thường thì chúng ta bắt gặp là những cái dừa nước này mọc ở ven sông, vùng nước ngập mặn ven biển. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng thấy là dừa nước ở trên cạn nữa nè. Tùm hết. Thật ra là vùng đất này khi mà nước sông dâng lên cao là ngập qua khỏi khu vực đây. Ông trái nó bự á, coi chừng nó già chứ. Hey, đã thấy được một buồn rồi. Ơ, có cao tốc rồi phải không? Không phải, chỉ cho lại. Nhưng mà nếu như mà dừa nước mà già quá thì ăn cũng sẽ không có ngon, cho nên chúng ta phải kiểm tra trước. Ví dụ cứng cại quá thì chúng ta sẽ bỏ lại. Chúng ta hái thử một trái thôi. Non hơn quả kia. Quá non không ăn được. Thì thôi ra ngoài kia đi. Ok, bỏ vô. Ở trong bên đây thì dừa nước cái thì quá non, cái thì nó quá già, cuối cùng không thu hoạch được gì hết. Thôi ra ngoài. Bây giờ mình sẽ ra ngoài gian sông coi có buồn nào khác ngon hơn không. Bởi vì khi mà nếu mà dừa nước của nó già quá thì nó sẽ rất là cứng cại, ăn nó không còn có về vị ngon nữa. Và còn nếu như mà nó còn non quá thì nó bị chua. Đây, ở bên và đây là chúng ta thấy có một con sông rất là lớn. Mình đang kiểm tra xem buồn này ăn được hay không. Ừ, rất là ngon nè. Dừa nước là loại cây đặc trưng ở miền Tây Nam Bộ. Bên trong có thịt màu trắng mềm, vị ngọt thơm, tính mát và thường được dùng để chế biến các món ăn giúp thanh nhiệt và giải khát. Và đối với dừa nước thì đây là cái phương cách hữu hiệu nhất để mà tách cái dừa nước từ cái buồng ra. Thì đối với Bill thì Bill nghĩ rằng đây là cách hữu hiệu. Còn một số khác thì người ta thường là quay cái cán dao lại và người ta sẽ đập cái sống của cái lưỡi dao vào để tách ra. Nhưng mà đối với cái cách đó thì chúng ta phải sử dụng cái dao rất là lớn và làm cũng hơi khá là vất vả. Còn đối với Bill thì Bill nghĩ rằng là dùng hết sức và cầm nguyên một cái buồng lớn như thế, chúng ta đập mạnh xuống đất hoặc là đập mạnh vào trong cái gốc dừa thì cũng khá là hữu hiệu. Nhà
Ở đây các bạn thấy không, cuối cùng thì mình cũng đã tách ra được từng cái trái dừa nước từ trong buồng ra. Và Bill nghĩ nếu trong một ngày mà chúng ta đập khoảng chừng 10 buồng thế này là chúng ta sẽ có cơ bắp rất là lớn nha. Và sau khi đã tách được từng trái rồi, bây giờ mình sẽ chẻ trái dừa nước ra để lấy cơm ra. Wow, cái buồng dừa nước này rất là ngon nha. Cơm không quá cứng, không quá non. Nè các bạn nhìn thấy nè. Wow, nhìn rất là hấp dẫn, mọng nước luôn, tươm mật ngọt ra. Cây dừa nước cho quả quanh năm, nhưng nhiều nhất là trong 2 tháng là khoảng từ tháng 8 và cho đến tháng 10. Cũng là họ nhà dừa, nhưng bề ngoài của dừa nước rất khác so nhiều với dừa cạn. Có người bảo thì lần đầu tiên nhìn thấy dừa nước giống như là bông hoa, người thì liên tưởng đến quả thông khô, thậm chí có người chẳng biết là tả hình dáng như thế nào và người ta thế là cứ gọi là quả cầu gai. Và cũng mọc thành từng buồng sai triệu nặng như là dừa cạn. Nhưng mà dừa nước thì chọn cái cách kết trái rất độc đáo hơn. Và mỗi một trái dừa nước kết chặt lại, ghép lại với nhau thành hình cầu và có đường kính từ 25 cho đến 30 cm, gọi là quài dừa. Một quả cầu tương đương với là một buồng dừa và có đến hàng trăm trái nhỏ. Trái dừa nước bé hơn dừa cạn, chỉ bằng quả trứng, màu nâu sẫm như là màu đất. Quay hồi nó rụng cái bè gì, bè nó đụng với nó có hai buồng qua buồng với nó có cùi đâu mà mình nắm. Còn xong tiền cũng nhiều lắm ạ. Bánh tre nhỉ? Dạ đúng rồi, kế bánh tre. Rồi nước vào rồi. Cái này cái ngọt nè. Vừa vừa ăn đi. Có bè nữa, bè nè. Hấp không kịp, hấp không kịp. Và đối với những cái trái dừa nước non á, thì chúng ta có thể uống được nước như thế này này. Khi mà dừa non á, thì là những cái trái dừa này nó chưa kịp kết thành cơm có lượng nước và chúng ta húp nước như thế này đây, rất là ngọt. Nhưng mà nước không có được nhiều cho lắm. Đây các bạn thấy không? Đây là một trái dừa non. Nó vừa tráng cháo thôi, có nước trong đây. Ngọt. Đây, để quay gần cho các bạn xem nè. Nước rất là thanh mát. Miền Tây sông nước không chỉ có cảnh quan hữu tình đầy bình yên, du khách du lịch miền Tây còn được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, những vườn cây trái triệu quả và cùng nhau thưởng thức những cái món ăn đặc sản. Du khách còn được thưởng thức những loại trái cây đặc trưng ở đây, chính là dừa nước. Và Bill xin đề cử đây chính là cái món ăn dân dã và nhiều ký ức tuổi thơ. Video clip đến đây là hết rồi. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và các bạn nhớ đón xem những video clip mới vào mỗi tuần nha. Mình là Bill Simi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.